Hi, xin chào tất cả các bạn. Và ngày hôm nay thì Quyền sẽ làm một video cập nhật giá và dòng điện thoại của Xiaomi để gửi đến tất cả các bạn xem tham khảo nha. Đầu tiên thì Quyền xin mời các bạn hãy cùng Quyền cùng nhau tìm hiểu về dòng điện thoại của Xiaomi Redmi 12C các bạn nha. Xiaomi Redmi 12C sẽ có hai phiên bản các bạn. Đó là phiên bản 64GB là 3.590.000 giảm còn 2.490.000, và phiên bản 128GB là phiên bản cao hơn thì chúng ta sẽ mức giá là 2.790.000 các bạn nha. Máy có một thiết kế là nguyên khói nè, mặt lưng nhám nổi bật với hai cam và cảm biến vân tay phía sau. Camera chính là 50 các bạn nha. Chúng ta sẽ có một cái màn hình là 6.71 inch với độ phân giải là HD cộng, và máy sẽ được trang bị con chip là G85. Đây là một trong những dòng con chip cũng khá là phổ thông và cũng như là khá là quốc dân luôn các bạn nha, trong cú giá này. Máy thì được trang bị viên RAM là 4GB và bộ nhớ trong là 128GB hoặc là 64GB tùy theo phiên bản anh em mình lựa chọn nha. Về phần camera thì camera selfie anh em mình sẽ có độ phân giải là 5 megapixel, với một viên pin là 5000 mAh và tốc độ sạc 10W các bạn nha, chứ không phải pin 10000 nha. Đó, nói chung là cảm giác cầm nắm chắc chắn các bạn. Với một thiết kế nhựa nguyên khối thì giúp cho máy nó sẽ chống chịu được những cái va đập khi mà trong quá trình chúng ta sử dụng ha. Đó, rất là ok luôn, với mức giá chỉ có 2.000.000 thôi. Rất là tuyệt vời. Tiếp theo thì sẽ đến với dòng điện thoại Redmi 12 các bạn. Đây là dòng điện thoại Redmi 12 phiên bản 4GB, và chúng ta sẽ có mức giá là 3.490.000 các bạn nha. Giá gốc là 4.290 các bạn. Đó, và đang giảm giá cho anh em mình luôn. Và máy sẽ có một phiên bản nữa, đó là phiên bản 8GB. Chúng ta sẽ mức giá là 3.790 và giá gốc là 4.790 các bạn nha, giảm được 1 triệu đồng. Máy thì chúng ta sẽ có một thiết kế mặt lưng bóng rất là đẹp như thế này. Camera chính ở phía sau là 50 các bạn nha, phụ nhất là 8 và 2 megapixel. Còn camera selfie thì dạng đục lỗ nằm ở trong màn hình là 8 megapixel. Nói chung là anh em mình chụp hình rất là thoải mái cho nhà mình theo này. Máy thì được trang bị màn hình cũng khá là rộng, 6.79 inch lần nha, độ phân giải là Full HD Plus, và sử dụng con chip là G88, có một sự nâng cấp nhẹ so với dòng điện thoại trước các bạn nha. Anh em mình cũng biết là trên dòng điện thoại Xiaomi Redmi 12 này sẽ trang bị cho anh em mình một viên pin khá là 5000 mAh và tốc độ sạc nhanh anh em mình ha là 18W nha. Và sẽ có một cái camera selfie dạng đục lỗ nằm trong màn hình là 8 megapixel. Đó, dạng đục lỗ cũng khá là đẹp ha, dung lượng bộ nhớ trong là 128GB, với mức giá chỉ có 3.790.000 dành cho phiên bản 8GB, và phiên bản 4GB thì chỉ có 3.490. đó, anh em mình cân nhắc ha, nếu mà mua được mẫu nào thì mình mua ủng hộ Quyền nha, tại Thế Rộng và Điện Máy Xanh. Anh em nào ở khu vực Cầu Kè thì đến ngay Điện Máy Xanh Cầu Kè thôi, Quyền hỗ trợ ngay và luôn nha. Đó, rất là tiện lợi cho anh em mình luôn. Rồi, tiếp theo thì xin mời anh em đến với một dòng sản phẩm của Xiaomi, đó là dòng Xiaomi Redmi Note các bạn nha. Đây là Note 12 anh em mình nha. Chúng ta sẽ có mức giá của dòng điện thoại Xiaomi Redmi Note 12 là 5.590.000, là dòng Note 8GB, bộ nhớ trong là 256 đi. Đây là cái phiên bản cao nhất anh em mình nha. Còn phiên bản 8GB bộ nhớ trong 128GB thì là 5.790, giảm còn 4.790. Đó. Và phiên bản thấp nhất là phiên bản cuối cùng đã là 4GB bộ nhớ trong 128GB sẽ là 3.990. Đó, khá là ok và hợp lý luôn nha. Nói sơ về cấu hình thì máy sẽ được trang bị màn hình là 6.67 inch, độ phân giải là Full HD Plus. Chip là chip Mỹ Snapdragon 685 các bạn nha. RAM 4 hoặc là 8GB thì anh em mình lựa chọn, và bộ nhớ trong cũng vậy ha. Rồi, camera chính là 50, cam phụ thứ nhất là 8 và 2 megapixel là camera còn lại. Camera selfie là dạng đục lỗ nằm trong màn hình với độ phân giải là 13 chấm. Pin 5000 và tốc độ sạc nhanh là 33W. Đó, anh em mình ha, với một màu sắc hiển thị rất là đẹp nha. Và tiếp theo sẽ đến với dòng điện thoại Xiaomi Redmi Note 12S anh em mình nha. Note 12S với mức giá hiện tại là 6.690.000, anh em mình sẽ có một cái chương trình giảm giá còn 5.490 thôi anh em mình nha. Đó, cũng khá là ok, khá là đặc biệt với dòng Note 12S này. Về Note 12S thì chúng ta sẽ có một màn hình nó nhỏ hơn các bạn, chỉ có 6.43 inch thôi, nhưng mà khi mà cảm giác cầm nắm nó sẽ vừa vặn trong lòng bàn tay của chúng ta. Và một cái con chip là G96, nói chung là con chip này
không nổi bật gì mấy so với những cái tầm giá trong tầm giá này luôn, nên là trong khoảng thời gian qua thì Quyền thấy là cũng khá là ít bạn tìm kiếm dòng sản phẩm này. Nhưng mà chúng ta có một cái lợi thế, đó là cái việc camera. Camera là độ phân giải lên tới là 180 ps anh em mình nha. Và camera phụ nhất là 8 và camera phụ lại là 2 ps. Camera selfie lên đến là 16 ps lần. Đó. Với một viên pin 5000 và hỗ trợ sạc nhanh là 33W. Với mức giá chỉ có 5.490.000 thôi. Và mình nghĩ đây là một trong những mức giá cũng khá là hợp lý và nó là quá ok trong cái một thiết kế cũng như là cấu hình về camera và thiết kế như thế này. Đó. Rất là hợp lý luôn nha. Màn hình rất là đẹp anh em mình nha. Note 12S nha. 5.490.000. Và chúng ta sẽ cập nhật thêm một số mẫu cao cấp hơn đến từ nhà của Xiaomi, đó là dòng điện thoại Xiaomi Redmi Note 12 Pro các bạn nha. Note 12 Pro thì chúng ta sẽ có hai phiên bản luôn, đó là phiên bản 128GB là 7.190.000, giảm còn 6.290.000 các bạn nha. Cái mức giá trên màn hình thì nó sẽ thay đổi liên tục các bạn nha. Các bạn quan trọng là quyền thông tin ở đây cho bạn ha. Còn khi mà quyền quay á, là cái lúc đó thời điểm nó đang giảm hoặc là chưa giảm thì các bạn đừng có tính ở trên cái đó nha, trên video nha. Rồi chúng ta quay trở lại về thiết kế. Máy sẽ thiết kế mặt lưng là nhám hạn chế bóng vân tay và nổi bật bởi 4 camera các bạn nha. 108 megapixel là camera chính và camera phụ nhất là 8 và 2 camera phụ là 2 megapixel. Máy sẽ có màn hình là 6.67 inch, độ phân giải là Full HD Plus và trang bị con chip của Mỹ Snapdragon 732G các bạn nha. Màn hình rất là đẹp nha. Đây là một trong những màn hình khá là đẹp của Xiaomi. RAM là 8GB, bộ nhớ trong là 128GB. Máy còn một phiên bản nữa là phiên bản 256GB. Về camera selfie là dạng đục lỗ nằm ở trong màn hình với độ phân giải là 16 chấm, pin 5000 và hỗ trợ sạc nhanh là 67W. Anh em mình thấy quá là ok không? Đó, khá là ok luôn các bạn. Với một thiết kế nói chung là rất là đẹp, màu sắc cũng rất là nổi bật dành cho anh em chúng ta. Rồi mình sẽ cập nhật giá luôn cái phiên bản 256GB ha. Phiên bản 256GB là 7.990.000 và đang giảm còn 7.190.000 tại Thế Đồng và Điện Máy Xanh, và cũng có rất là nhiều ưu đãi cho anh em mình nha, cũng như là mua góp hỗ trợ không lãi. Đó, khá là ok, quá là tuyệt vời. Rồi đến phiên bản Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Đây là một chiếc máy có hỗ trợ mạng 5G cho anh em mình luôn. Tuyệt vời, anh em mình sẽ sử dụng lâu dài sau này thì có hỗ trợ mạng 5G luôn thì mình tiện, không cần phải đổi thêm nâng cấp thiết bị. 9.490.000 và giảm còn 8.490.000 là mức giá của dòng điện thoại Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Với một cái thiết kế mặt lưng nhám hạn chế bóng vân tay và nổi bật với 3 cam, độ phân giải của camera chính là 50, camera phụ nhất là 8 và camera phụ còn lại là 2 pixel. Máy sẽ trang bị cho chúng ta một cái đèn LED chiếu sáng cái bên các bạn nha. Đó. Để cho anh em mình chụp hình đồ nó ok hơn trong ban đêm. Về màn hình thì chúng ta sẽ có một cái màn hình là 6.67 inch, độ phân giải là Full HD Plus và dĩ nhiên là một trong những màn hình đẹp nhất của Xiaomi trong quốc gia rồi. RAM 8 bộ nhớ trong 256GB. Camera selfie đục lỗ nằm trong màn hình với độ phân giải là 16 megapixel. Anh em mình quay chụp từ camera selfie quá là ok, không cần phải lăn tăn về chất lượng hình ảnh đâu anh em mình nha. 16 chấm luôn mà. Pin 5000 và sạc nhanh là 67W, tuyệt vời mặt trời luôn. Đó. Với mức giá chỉ có 7.190.000 dành cho phiên bản 8.490.000 các bạn nha. 8.490.000 dành cho phiên bản 12 Pro 5G này. Đó. Rất là đẹp nha anh em mình nha. Đến ngay Thế Đồng Điện Máy Xanh gần nhất nha. Ở cầu Gà đến ngay Điện Máy Xanh cầu Gà để Quyền hỗ trợ của chú mẹ mình nha. Rồi, tiếp theo thì Quyền sẽ mời của chú mẹ mình tìm hiểu thêm một dòng sản phẩm có thể nói là đình đám luôn. Đó. Lexic. Đây là dòng điện thoại Xiaomi 13T 11.990.000 và chúng ta sẽ được giảm còn là 10.490.000 dành cho phiên bản 8GB. Máy còn một phiên bản cao hơn nữa nha. Phiên bản 12GB thì mức giá nó sẽ cao hơn anh em mình nha. Là 12.090.000 giảm còn 11.490.000 là phiên bản RAM 12GB. Nói về thiết kế thì không cần mấy bạn rồi. Đây là dòng thiết kế cao cấp của Xiaomi 13T 5G rồi. Các bạn, chúng ta sẽ màn hình là 6.67 inch, độ phân giải lên đến là 1.5K, hiển thị sắc nét và tần số quét là 120Hz nên quốc chạm khá là ok. Con chip là Dimensity 8200 Ultra RAM 12 hoặc RAM 8 thì anh em lựa chọn, và mặc định bộ nhớ trong là 256GB. Camera chính 50, camera phụ 50 và camera phụ còn lại là 12 chấm.
camera selfie là dạng đục lỗ nằm ở trong hình, thì anh em mình sẽ có độ phân giải là 20 cell, pin thì 5000 và hỗ trợ sạc nhanh là 67W. Đó. Đây là một trong những thông tin nói chung là khá là ok cho dòng điện thoại của Xiaomi 13T các bạn nha. Thì tại thế động điện máy xanh cũng có hỗ trợ góp 0% sức cho anh em mình luôn. Đó, tùy mẫu nha. Đó, anh em mình chỉ cần căn cước công dân đủ từ 20 tuổi đến 60 tuổi thì anh em mình mua lốp được rồi. Đó, hãy đến ngay thế động điện máy xanh gần nhất để anh em mình có thể mua lốp và trải nghiệm những dòng sản phẩm đang giảm giá tại thế động điện máy xanh. Và lời cuối, Quyền xin gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em đã luôn theo dõi ủng hộ Quyền trong suốt khoảng thời gian qua. Là cảm ơn chân thành nhất. Hẹn gặp lại anh em mình trong các video tiếp theo. Bye bye.